Tại sao đàn ông tốt thường hay ế? Thứ nhất, bởi vì hiền lành không biết tán gái. Gặp cái cô gái mà đúng gu mình nó thích lắm, xin số điện thoại về nhắn tin cũng chỉ mấy câu là em đang làm gì đó, em ăn cơm chưa, chúc em ngủ ngon, rồi hết. Thứ hai, đàn ông tốt không có dẻo miệng và không biết nịnh nọt. Không có giống như mấy anh trai hư đâu, cái gì nói cũng được hết á, mà khổ nổi mấy cô con gái thì lại thích nghe những cái lời ngon. Đó, anh em là ai? Đàn đúng không? Anh là con nào? Dạ. Mai. Anh là con nào? Mai là con nào? Hồng là con nào? Em xin lỗi, chúc anh ngày mới tốt lành. Em buồn ngủ chưa? Em chưa. Anh buồn ngủ quá, chắc anh ngủ trước nha. Dạ. Em ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Anh Bách. Anh yêu ngủ ngon. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Xin bác sĩ cho tôi biết tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 35. Anh có uống rượu không? Thuốc lá không? Không. Anh có cờ bạc cá độ không? Không. Anh có đàn bà gái gú gì không? Cũng không. Thế anh định sống lâu để làm cái quái gì hả? Nani? Ai ơi, đi mà. Ai ơi, đi mà. Nhanh nhanh.